chúng ta sẽ bắt đầu cái chương trình số 2, cái level số 2. Và với cái level này thì chúng ta có khoảng 30 bài học để hoàn thành. Và để mỗi bài học như vậy thì chúng ta sẽ trải qua một số cái bài tập. Và sau khi hoàn thành mỗi bài tập, các anh chị sẽ hoàn thành xong cái bài học của mình. Chính vì vậy mà các anh chị lưu ý, để hoàn thành cái chương trình số 2 này, các anh chị hãy lưu ý giùm là gì? Là quan trọng nhất là phải làm bài tập một cách nghiêm túc, không được bỏ bước, không được nhảy bước, không được nhảy bài tập. Bởi vì các bài tập này được thiết kế từ bài tập số 1 đến bài tập cuối cùng theo một cái chủ đích nhất định. Bài số 1 để hỗ trợ cho bài số 2, bài số 2 để hỗ trợ cho bài số 3, và bài số 3 hỗ trợ cho bài số 4. Cứ như thế các bài tập hỗ trợ lẫn nhau. Thì những bài tập trong cái chương trình số 2 này, trong cái level số 2 này, chủ yếu tập trung vào rèn luyện kỹ năng nghe và kỹ năng nói. Kỹ năng nghe và kỹ năng nói, chuyên biệt vào kỹ năng nghe và kỹ năng nói. Thì để trước khi họ đi vào cái chương trình số 2 thì mình xin chia sẻ với các bạn về cái cách thức học cái chương trình số 2 này, về cái cụ thể hơn về kỹ năng nghe. Nghe thì chúng ta có nhiều cấp độ nghe. Chúng ta có nhiều cấp độ nghe. Ở cấp độ cơ bản, chúng ta nghe loáng thoáng và chúng ta hiểu loáng thoáng. Cái việc mà nghe loáng thoáng và hiểu loáng thoáng đấy, gọi một cách khoa học, một cách học thuật hơn, thì đó là nghe cử ý chính. Nghe loáng thoáng, hiểu loáng thoáng, và đó là cái gọi là nghe ý chính. Như vậy ở một mức độ nghe ban đầu, ở một mức độ nghe bình thường, thì chúng ta nghe người ta nói và chúng ta nắm bắt ý chính. Đó là nghe ý chính. Và càng về sau khi kỹ năng nghe của mình càng cao hơn, thì mình nghe được chi tiết, mình nghe được rõ ràng, thậm chí mình nghe được từng chữ từng từ, thì đó là kỹ năng nghe cao cấp chi tiết. Chính vì cái logic nghe như vậy, mình phải nghe ý trước rồi đó, sau đó mới nghe chi tiết, cho nên mỗi bài tập đều thiết kế dựa theo cái quy trình như vậy. Những bài đầu tiên mang tính chất là nghe để các anh chị trả lời những ý chính, và sau đó dần dần những ý chính này mở rộng ra những ý phụ, rồi những ý phụ lại mở rộng thêm những ý phụ, dẫn dắt các anh chị đến cái mức độ nghe cao hơn, đó là nghe chi tiết, nghe từng từ. Đó, chính vì vậy cho nên là các anh chị phải thực hiện các bài tập từng bước một, xong bài một rồi mới tới bài tiếp theo, xong bài tiếp theo mới tới bài tiếp theo nữa. Không nên nhảy vọt, không nên vội vàng, bởi vì học theo quy trình mới đầu có thể khó chịu, cảm thấy không có quen, nhưng mà khi quen rồi thì nó sẽ thành một cái nếp, và như vậy nó hình thành cái kỹ năng nghe của mình, nó tốt hơn, ổn định hơn và nó bền vững hơn. Cho nên xin nhắc lại với các anh chị, bí quyết học tiếng Anh vẫn là gì? Thường xuyên, liên tục và học thuộc lòng. Đó là những bí quyết nào không áp dụng. Và bây giờ vào bài học số 2. Lesson 2. Could I have your identification? Lesson 2. Could I have your identification? Well, first let me introduce myself. My name's Kevin. I'm just going to confirm a few pieces of information with you. So may I first know your English name? My name is Jung Lee. I'm sorry, I have no English name. Not to worry. But what would you like me to call you? My friends all call me Xiao Teng, so you can call me that too if you'd like. Great. Now can I ask you where you're from? I'm from Wuhan, which is the capital of Hubei province. Thanks. And finally, could I have your identification, please?
Yes, here you are. Lesson 2. Could I have your identification? Well, first let me introduce myself. My name's Kevin. I'm just going to confirm a few pieces of information with you. So may I first know your English name? My name is Zhang Li. I'm sorry, I have no English name. Not to worry. But what would you like me to call you? My friends all call me Xiao Teng, so you can call me that too if you'd like. Great. Now can I ask you where you're from? I'm from Wuhan, which is the capital of Hubei province. Thanks. And finally, could I have your identification, please? Yes, here you are. Lesson 2. Could I have your identification? Well, first let me introduce myself. My name's Kevin. I'm just going to confirm a few pieces of information with you. So may I first know your English name? My name is Zhang Li. I'm sorry, I have no English name. Not to worry. But what would you like me to call you? My friends all call me Xiao Teng, so you can call me that too if you'd like. Great. Now can I ask you where you're from? I'm from Wuhan, which is the capital of Hubei province. Thanks. And finally, could I have your identification, please? Yes, here you are. Lesson 2. Could I have your identification? Well, first let me introduce myself. My name's Kevin. I'm just going to confirm a few pieces of information with you. So may I first know your English name? My name is Zhang Li. I'm sorry, I have no English name. Not to worry. But what would you like me to call you? My friends all call me Xiao Teng, so you can call me that too if you'd like. Great. Now can I ask you where you're from? I'm from Wuhan, which is the capital of Hubei province. Thanks. And finally, could I have your identification, please? Yes, here you are. Lesson 2. Could I have your identification? Well, first let me introduce myself. My name's Kevin. I'm just going to confirm a few pieces of information with you. So may I first know your English name? My name is Zhang Li. I'm sorry, I have no English name. Not to worry. But what would you like me to call you? My friends all call me Xiao Teng, so you can call me that too if you'd like. Great. Now can I ask you where you're from? I'm from Wuhan, which is the capital of Hubei province. Thanks. And finally, could I have your identification, please? Yes, here you are. Thank you.